vị và các bạn thân mến, Lâm Đồng từ lâu nay nổi tiếng là vùng đất được thiên nhiên ưu đãi với khí hậu mát mẻ quanh năm, đất đai thổ nhưỡng màu mỡ. Chính vì vậy mà Lâm Đồng không chỉ nổi tiếng với các loại nông sản trà và cà phê mà còn có rất nhiều ưu thế để phát triển ngành chăn nuôi bò sữa. Hiện nay thì sữa bò của Lâm Đồng đã trở thành nguồn nguyên liệu để có thể sản xuất ra nhiều sản phẩm phục vụ không chỉ cho nhu cầu của người dân địa phương mà còn có nhu cầu của người tiêu dùng toàn quốc. Sữa là một trong những thực phẩm giàu dinh dưỡng và luôn nằm trong danh sách những thực phẩm mà các chuyên gia sức khỏe khuyên chúng ta dùng hàng ngày. Với trẻ nhỏ, sữa giúp bổ sung canxi và những khoáng chất cần thiết cho sự phát triển toàn diện. Với người trưởng thành, những thành phần trong sữa cũng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe và phòng tránh căn bệnh loãng xương. Hầu hết các loại sữa đều được sản xuất ra từ nguồn nguyên liệu chính là sữa bò tươi. Sữa bò càng chất lượng thì chế phẩm càng giàu dinh dưỡng và thơm ngon. Với thế mạnh về khí hậu nên từ bao năm nay, Lâm Đồng là một trong số các tỉnh thành dẫn đầu về sản lượng chăn nuôi bò sữa với chất lượng được các nhà sản xuất và người tiêu dùng tin dùng. Với tổng đàn bò khoảng 19.000 con như hiện nay, Lâm Đồng được đánh giá là một trong những địa phương có tốc độ tăng đàn, tăng sản lượng nhanh nhất trong cả nước và là một trong năm tỉnh thành có số lượng bò sữa lớn nhất cả nước hiện nay. Khi nhu cầu của người tiêu dùng càng nâng cao, thì bài toán đặt ra cho những người nông dân chăn nuôi bò sữa là cũng cần nâng cao chất lượng đàn bò của mình. Chính vì thế mà người nông dân trên địa bàn tỉnh cũng đã áp dụng những phương pháp tân tiến trong việc chăm sóc, chuồng trại và nguồn thức ăn để đàn bò sữa có thể cho ra những sản phẩm đảm bảo tiêu chuẩn. Hòa với nhịp sống hối hả tất bật ngày nay, người dân ở các nước phát triển lại càng mong tìm kiếm những phương cách để sống cân bằng, nhẹ nhàng, hòa mình với thiên nhiên như một liệu pháp để bảo vệ sức khỏe. Cụm từ lối sống organic đã trở thành xu hướng được người dân ở các nước phương Tây áp dụng, nơi vốn luôn đối mặt với nhiều căn bệnh nguy hiểm như béo phì do việc tiêu thụ thức ăn quá nhiều. Còn với người tiêu dùng Âu Mỹ, họ đặc biệt chuộng thực phẩm organic bởi hàm lượng nitrat ít, hương vị thơm ngon, đậm đà, tự nhiên. Và đặc biệt là giúp cơ thể giảm lượng độc tố và hóa chất tích tụ. Phát triển nông nghiệp organic cũng là một trong những cách hữu hiệu để bảo vệ thiên nhiên. Chính vì thế, từ nhiều năm trước, ở các nước châu Âu, người ta đã hướng đến việc sản xuất sữa bò theo công nghệ hiện đại. Đó là những dòng sữa hữu cơ hay còn gọi là sữa bò organic. Cụm từ này giờ đã trở nên quen thuộc với người tiêu dùng Việt Nam. Thế nhưng, sữa bò organic là gì? Có lẽ không phải ai cũng hiểu rõ. Sữa organic là sản phẩm được chế biến từ sữa lấy từ đàn bò, được chăn nuôi bằng phương thức hữu cơ. Toàn bộ thức ăn và thức uống của đàn bò phải được nuôi trồng tự nhiên, hoàn toàn không được sử dụng hóa chất, thuốc trừ sâu bọ trên đồng cỏ, không dùng phân hóa học để bón cỏ, không được trồng bằng hạt giống biến đổi gen. Nhờ vậy, các loại thực phẩm hữu cơ giàu chất dinh dưỡng tự nhiên đảm bảo an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng. Đặc biệt, yếu tố khí hậu cũng là điều tiên quyết để có thể đưa những trang trại kiểu organic vào hoạt động. Và tiêu chuẩn đó cần đảm bảo khí hậu mát mẻ quanh năm, không khí trong lành và những đồng cỏ tự nhiên xanh mướt. Đây được xem là thiên đường cho những con bò sữa vốn ưa thích khí hậu ôn đới, và nhất là đối với sự phát triển của đàn bò hữu cơ. Lâm Đồng chính là vùng đất có thể đáp ứng được tiêu chuẩn này. Chính vì thế, cách đây 3 năm, tại xã Tu Trà, Đơn Dương, một trang trại chăn nuôi bò sữa theo tiêu chuẩn organic đã ra đời. Đây là trang trại bò sữa organic đầu tiên của Vinamilk tại Việt Nam cũng như là khu vực Đông Nam Á. Với hệ thống chuồng trại mở, bò thoải mái ra đồng cỏ khi điều kiện thời tiết thuận lợi. Đàn bò organic 500 con được nuôi thả tự nhiên trên diện tích 76,2 hectare của trang trại. Được chăn thả tự nhiên trong điều kiện thời tiết và môi trường tương đồng với châu Âu, phù hợp cho sinh lý bò sữa.
Tất cả quy trình chăm sóc đàn bò và sản xuất sữa nguyên liệu đều đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt theo chế độ 3-0 của tiêu chuẩn Organic châu Âu. Đó là không sử dụng hóc môn tăng trưởng cho bò, không dư lượng thuốc kháng sinh, không sử dụng thuốc trừ sâu. Những con bò luôn được kiểm tra sức khỏe để đảm bảo chúng cho ra dòng sữa tốt nhất, chất lượng nhất. Đồng thời, chúng cần được chăm sóc đặc biệt bằng các loại thuốc dinh dưỡng cũng như những loại cây thảo mộc được trồng ngay trong trang trại. Trang trại tận dụng tối đa các nguồn tài nguyên sẵn có như sử dụng phân hữu cơ từ bò nuôi và tự sản xuất toàn bộ thức ăn xanh hữu cơ phục vụ nhu cầu của đàn bò. Sử dụng năng lượng tái tạo biogas, năng lượng mặt trời, giảm hiệu ứng nhà kính, thân thiện với môi trường. Nãy giờ Hương Thanh đã được đi tham quan trang trại bò sữa organic thì cảm giác rất là tuyệt vời. Và không biết là tính đến thời điểm hiện tại thì cái trang trại này đã được đưa vào sử dụng bao lâu rồi? Thì trang trại chính thức khánh thành tháng 3 năm 2017. Vinamilk Organic Đà Lạt là trang trại bò sữa organic tiêu chuẩn châu Âu đầu tiên tại Việt Nam và Đông Nam Á. Tuy nhiên, từ năm 2014, Vinamilk đã bắt đầu chuyển đổi nguồn đất, nước và khí hậu trở về trạng thái thuần tự nhiên, không hóa chất theo tiêu chuẩn organic châu Âu. Tháng 3 năm 2016 thì trang trại Vinamilk Organic Đà Lạt được khởi công xây dựng. Tháng 6 năm 2016 thì trang trại chào đón 300 cô bò organic đầu tiên nhập khẩu trực tiếp từ Úc. Đến tháng 10 năm 2016, trang trại trở thành trang trại bò sữa organic tiêu chuẩn châu Âu đầu tiên tại Việt Nam do tổ chức uy tín thế giới Control Union chứng nhận. Và tháng 12 năm 2016, Vinamilk giới thiệu sữa tươi 100% organic đầu tiên sản xuất tại Việt Nam. Hương Thanh được biết đây là trang trại sữa organic đạt tiêu chuẩn châu Âu đầu tiên ở Việt Nam cũng như là khu vực Đông Nam Á. Vậy thì những cái sữa organic như thế này thì nó có những cái ưu điểm gì so với những cái dòng sữa khác? Tiêu dùng thực phẩm organic đang là một xu hướng được ưa chuộng tại các châu Âu, Mỹ và các nước phát triển tại châu Á như là Hàn Quốc, Nhật Bản bởi những lợi ích rõ rệt cho sức khỏe. Nhờ quá trình canh tác organic thuần tự nhiên, không có sự can thiệp của hóa chất, đàn bò được lựa chọn kỹ lưỡng, không sử dụng hormone tăng trưởng. Nguồn thức ăn organic không thuốc trừ sâu, bảo quản đảm bảo không dư lượng kháng sinh trong sữa, môi trường thiên nhiên trong lành, tất cả được gìn giữ như những gì vốn có, do đó sữa tươi organic giữ chọn hương vị tự nhiên và tươi ngon thuần khiết. Để đáp ứng được sữa theo tiêu chuẩn organic của châu Âu thì cần phải có những cái điều kiện nào ạ? Organic gồm có 3 yếu tố chính, đó là không dư lượng thuốc kháng sinh, không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cũng như là không có sử dụng hormone tăng trưởng. Đó là 3 tiêu chuẩn chính ở tiêu chuẩn organic. Và hiện nay thì trang trại đã cung cấp cho thị trường những chế phẩm nào từ sữa organic? Hiện tại nguồn sữa organic ở trang trại được sử dụng cho sữa tươi 100% organic và sữa chua Vinamilk organic. Các sản phẩm đều được người tiêu dùng đón nhận và phản hồi tích cực với hương vị thơm tươi ngon thuần khiết, thiên nhiên và giàu dưỡng chất, tuyệt đối an toàn cho sức khỏe của cả gia đình. Đối với hiện tại thì cái thời gian nó vẫn tương tự như các sản phẩm truyền thống, đó là sữa tiệt trùng. Thức ăn là cỏ với lại bắp ngô trộn như thế này thì còn có dùng những cái thức ăn nào khác nữa? Hiện tại là mình có nhập khẩu vitamin dưỡng mix, đó là bổ sung các vi chất, vi khoáng, những cái mà không có ở trong thức ăn để bổ sung để cho bò nó đầy đủ dưỡng chất để sinh trưởng phát triển. Ngoài ra thì những thức ăn tinh ví dụ như ngô hạt. Lý do mình phải nhập đó là hiện tại ở Việt Nam chưa có một đơn vị nào sản xuất và được chứng nhận cái sản phẩm organic. Và sắp tới thì công ty của chúng ta có những cái định hướng nào để giới thiệu những cái sản phẩm từ sữa bò organic đến với người tiêu dùng ạ? Trong tương lai, Vinamilk sẽ tiếp tục mở rộng và xây dựng hệ thống trang trại organic để phục vụ nhu cầu ngày một gia tăng của người tiêu dùng trong nước cũng như là các hoạt động xuất khẩu. Khi con người đối mặt với nguy cơ ngộ độc thực phẩm do thiếu an toàn vệ sinh thực phẩm, thì việc sử dụng thực phẩm hữu cơ ngày càng được ưa chuộng vì những lợi ích bền vững và lâu dài với sức khỏe con người. Chính những sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn organic như thế này đã góp phần giúp hoàn thiện hơn cho hành trình sống xanh của người Việt. Ở đây thì tôi cảm thấy là cái không gian ở đây nó và cái không thời tiết ở đây nó rất là tuyệt vời. Đầu tiên là nó... Mặc dù là cái không gian chọn để sản xuất sữa bò, nhưng mà con người khi đến đây á,
cảm giác nó rất là được thoải mái. Và đặc biệt là khi con trẻ đến đây được rất là được enjoy, được thưởng thức. Và đồng thời tôi cũng tìm hiểu thêm đó là cái quy trình sản xuất sữa bò. Nó được áp dụng những công nghệ tiên tiến, hiện đại. Và nó không chỉ là mình chỉ chăm sóc và lấy sữa bò mà mình quan trọng cái sức khỏe và đầu ra và hướng đến gọi là cái tự nhiên nhất cho con người. Theo thời gian, organic đang từ một trào lưu trở thành một lối sống mới, thuần tự nhiên, vừa tốt cho sức khỏe, vừa gìn giữ thiên nhiên thuần khiết, bền vững cho bản thân người sử dụng, cho gia đình và những thế hệ tương lai. Những ly sữa tươi thơm ngon chất lượng được sản xuất ngay trên vùng đất Lâm Đồng đã vươn xa hơn để phục vụ cho người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh.